loạt cường quốc can thiệp giấc mộng Trung Hoa xuất hiện nhân tố bất ngờ ngoài dự đoán. Trung Quốc có lẽ không ngờ rằng họ lại vấp phải một đối thủ mạnh mẽ đến vậy. Theo tờ Economic Times, Ấn Độ, Australia và Mỹ, ba trong bốn thành viên của Bộ Tứ Kim Cương khoác đã thể hiện mong muốn đầu tư vào dự án kênh đào Kra mà chính phủ Thái Lan đánh giá là phương án thay thế khả thi sau khi gác sang một bên đề xuất của Trung Quốc về một dự án tương tự. Nghị sĩ đảng quyền lực nhà nước nhân dân PPRP, Somklod người chủ trì nhóm nghiên cứu tính khả thi của dự án này xác nhận rằng Ấn Độ, Australia, Mỹ và tất nhiên cả Trung Quốc đang sẵn lòng hỗ trợ Thái Lan. Các thông tin trước đó cho biết, Trung Quốc đang đề xuất xây dựng một kênh đào lớn dài 120 km cắt qua eo đất Kra ở Thái Lan. Điều đó có thể giúp cho Bắc Kinh giải quyết thế tiến thái lưỡng nan ở Malacca. Tuy nhiên, đề xuất này chưa được Thái Lan thông qua. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan, Saksiam Siam Chitchop Đề xuất nạo vét kênh đào qua eo đất Kra sẽ gây ra nhiều hủy hoại đối với môi trường. Thay vào đó, Thái Lan muốn xây dựng một tuyến đường bộ có thể nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo Eurasian Times, sự phản kháng của Thái Lan đối với Trung Quốc là một dấu hiệu thuận lợi cho Mỹ và Ấn Độ, những phía có thể chống lại chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh một cách hiệu quả. Eurasian Times viết, việc gần như không còn đồng minh nào ở Biển Đông được xem là một thất bại địa chính trị khác đối với Trung Quốc. Trong khi đó, ba thành viên của bộ tứ kim cương xem đây là cơ hội để mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực, dường như nhóm siêu cường này sẵn lòng đối đầu với Trung Quốc theo cách thức riêng. Trung Quốc đang tìm cách lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại ở một trong những khu vực giàu tài nguyên và biến động trên thế giới, Trung Đông. Ngoài Nga là đối thủ rõ ràng của Trung Quốc tại đây, còn bất ngờ xuất hiện một thế lực mới và vô cùng mạnh mẽ, cũng đang tìm cách tái định hình Trung Đông, khiến Trung Quốc rất lo ngại. Trang tin TFI viết chúng ta đang nói tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đang tìm cách đưa Pháp trở thành một thế lực lớn ở Trung Đông. Thời gian gần đây, Pháp đã cho thấy khả năng nắm bắt và làm chủ tình hình trong bốn cuộc tranh chấp nóng ở Trung Đông, gồm cuộc chiến tranh Libya do Ankara châm ngòi, khủng hoảng Liban, sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ vào Đông Địa Trung Hải và chiến dịch ném bom của Thổ nhằm vào vùng quốc Diston tại Iraq. Ông Macron hiện được cho là lãnh đạo phương Tây duy nhất công khai chống lại Ankara một cách mạnh mẽ trên mọi mặt trận, điều đó đã gây ấn tượng cho các cường quốc vùng vịnh như ả rập xê út và uae khi họ cùng có một đối thủ chung nhờ thế pháp đang từng bước trở thành một đồng minh với các nước ả rập cho phép họ tiếp cận trung đông với nhiều sự hậu thuẫn ngoại giao hơn cuộc chơi quyền lực của pháp đang đối nghịch với những tham vọng lớn của trung quốc ở trung đông cho rằng miếng bánh này có thể dễ dàng giành giật sau những khoảng trống mà quốc gia độc lập về năng lượng như mỹ để lại nhưng bắc kinh không ngờ rằng pháp lại có nhiều lợi thế trong cuộc chơi và họ không để tuột mất một cách dễ dàng theo tfi bằng cách thức của riêng mình pháp đang chống lại những thế lực bất hảo và các lực lượng ủy nhiệm đang nhận được sự hậu thuẫn trực tiếp hoặc gián tiếp từ trung quốc như hezbollah để rồi từ đó paris nhận được thiện cảm rộng rãi trong khu vực bằng chính những gì trung quốc đầu tư pháp đã kết bạn được với nhiều quốc gia trong khu vực trong đó có liban iraq uae ả rập xê út ai cập hy lạp và sip trong khi đó những quốc gia này dần nhận ra rằng trung quốc không phải bạn tốt mà chỉ là một đối tác kinh doanh và là một nhân tố gây phức tạp thêm tình hình Trung Đông. Có thể nói, Pháp đã can thiệp và đang phá vỡ một cách hiệu quả các tham vọng của Bắc Kinh ở Trung Đông. Phá sau kỷ lục dược trung tuyến giả định, Bắc Kinh khẳng định quyết tâm trắng trước Washington và Đài Bắc. CNN đăng tải nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Phan mới đây đã cáo buộc Bắc Kinh cố tình làm bùng lên căng thẳng tại Đông Á tuyên bố được đưa ra sau khi các phi cơ chiến đấu của Trung Quốc cuối tuần trước đã bay qua đường trung tuyến giả định trên eo biển phân tách giữa đại lục và hòn đảo gần 40 lần. Những lần xâm phạm đến từ nhiều hướng khác nhau và có sự tham gia của máy bay chiến đấu và máy bay thảo bơm tối tân của quân đội Trung Quốc. Đây là điều chưa từng có trong tiền lệ những năm gần đây và đánh dấu một cột mốc mới trong leo thang căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Những gì chúng ta đang chứng kiến không chỉ là một tình huống tại eo biển Đài Loan, mà còn là một tình huống mang tính khu vực. Các hoạt động quân sự gần đây của Trung Quốc, đặc biệt trong những ngày qua, rõ ràng là một sự đe dọa chủ lực, đồng thời là một phần trong những cuộc công kích bằng lời lẽ, cũng như những dọa giảm quân sự của họ chống lại Đài Loan. Bà Thái cho biết trong một cuộc họp báo, động thái gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc diễn ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kinh tế, năng lượng và các vấn đề môi trường của Mỹ k có chuyến công du tới Đài Loan. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu Mỹ và Đài Loan ngay lập tức chấm dứt các trao đổi chính thức không chỉ công khai thể hiện thái độ tức giận trước quan hệ này ngày càng nồng ấm giữa đài bắc và washington bắc kinh còn tăng cường tập trận trên các vùng biển xung quanh đài loan trung quốc coi đài loan là một phần lãnh thổ của mình và thề sẽ sử dụng vũ lực để khẳng định điều đó nếu cần thiết mặc dù không mang tính chính thức nhưng đường trung tuyến giả định vẫn được bắc kinh và đài bắc coi như đường biên giới kiểm soát giữa đại lục và hòn đảo theo các thông tin từ chính quyền đài loan và mỹ trước dịp cuối tuần vừa qua các máy bay chiến đấu của Trung Quốc mới chỉ 3 lần vượt qua đường trung tuyến một cách có chủ đích kể từ năm 1999, một lần vào tháng 3 2019, một lần vào tháng 2 và một lần trong chuyến thăm Đài Loan của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người Mỹ Alex Azar hồi tháng 8 cùng trong năm nay. Theo một thông cáo của cơ quan phòng thủ Đài Loan, hôm thứ Sáu và thứ Bảy, tổng cộng 37 máy bay Trung Quốc gồm các máy bay ném bom H-6, phi cơ chiến đấu J-10, J-11, J-16 và máy bay chống tàu ngầm Y-8 đã bay qua đường trung tuyến. Phía Đài Loan đã phát đi các cảnh báo radio, máy bay đánh chặn và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để giám sát các hoạt động của phi cơ Trung Quốc. Trong bài phát biểu của mình, bà Thái cho hay, động thế trên khiến các nước khác trong khu vực nhận thức rõ hơn về thái độ và lập trường của Bắc Kinh ngày 21 tháng 9, Trung Quốc tuyên bố các lực lượng của họ đang hoạt động một cách hợp pháp. Đài Loan là một phần không thể tách trời của lãnh thổ Trung Quốc, vì vậy không có cái gọi là đường trung tuyến. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Quang Quen Bin nói, Mối đe dọa chủ lực Kể từ năm 1949, Mỹ luôn duy trì mối quan hệ gần gũi với Đài Loan. Tuy nhiên, khi Washington và Bắc Kinh Chính thức đặt quan hệ ngoại giao vào năm 1979, Mỹ đều cố gắng tránh cử các quan chức cấp cao tới Đài Bắc để không làm chính quyền Bắc Kinh phật ý. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tỏ rõ tham vọng và quyết tâm tái thống nhất Đài Loan với đại lục, đồng thời từ chối loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực. Trong một thông cáo ngày 18 tháng 9, chiến khu Đông bộ của Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc PLA khẳng định, các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc là cần thiết trong bối cảnh hiện tại dọc eo biển Đài Loan. Còn tờ báo Trung Quốc Hoàng Cầu cũng đăng tải một bài viết trong đó cáo buộc Mỹ đã sử dụng con bài Đài Loan và leo thang các hoạt động khiêu chiến trên cả lĩnh vực quân sự và ngoại giao. Bài viết dẫn lời một số nhà phân tích quân sự Trung Quốc chỉ ra, việc BLA triển khai kết hợp các máy bay chiến đấu tương tự như một tình huống giao tranh thực sự và bao gồm các kịch bản đa dạng khác nhau. Cuộc tập trận lần này của BLA không phải là một lời cảnh báo mà là một lần tập dược diệt chiếm lấy Đài Loan, một nhà phân tích nhấn mạnh. Để đáp trả lại những đe dọa ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh, Washington cũng đã tăng cường hợp tác với Đài Bắc như thông qua hợp đồng bán dầu khí, bao gồm các phi cơ F-16 và xe tăng chiến trường M-1A1, cũng như cử bộ trưởng ISA tới hòn đảo vào tháng trước. Cũng trong ngày 18 tháng 9, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Bắc Kinh đang khiến căng thẳng trong khu vực leo thang, các phản ứng gây bất ổn và hiếu chiến của PLA cho thấy một nỗ lực tiếp diễn nhằm thay đổi tình trạng hiện tại và viết lại lịch sử. Người phát ngôn John Subpo của Lầu Năm Cốc nêu rõ. Đài Loan chạy sống, Trung Quốc gửi thông điệp tới Mỹ. Truyền thông phương Tây cho rằng, bằng hành động mới nhất, quân đội Trung Quốc đang cử thông điệp cứng trắng nhằm vào lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương. Hôm 19 tháng 9, Không quân Quân Giải phóng Dân dân Trung Quốc BLAAF đã đăng tải một đoạn phim lên tài khoản mạng xã hội Weibo nhằm giới thiệu năng lực chiến đấu của Không quân Trung Quốc. Trong phần biểu tả ngắn gọn cho đoạn phim, BLAAF nhấn mạnh, chúng tôi là những người bảo vệ an ninh trên không của Tổ quốc. Chúng tôi có đầy đủ sự tự tin và năng lực bảo vệ. Một đoạn phim dài hai phút có tiêu đề Thần chiến tranh H6K xuất kích. Các quan tạc cơ có khả năng mang vũ khí hạt dân của Trung Quốc cất cánh từ một sân bay trong sa mạc và một trong số chúng sau đó phóng tên lửa vào mục tiêu là một sân bay của đối phương. Theo hãng tin Sputnik, điều đáng chú ý là mục tiêu ở đây được truyền thông phương Tây và một số người dùng mạng xã hội Twitter tuyên bố là có nhiều điểm tương đồng giữa căn cứ không quân Anderson nằm trên đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Các bộ quốc phòng Trung Quốc lẫn bộ tư lệnh Ấn Độ Thái Bình Dương của quân đội Mỹ đều chưa bình luận về đoạn phim. Tuy nhiên, đoạn phim đăng tải cùng thời điểm Trung Quốc tập trận diễn ra gần eo biển Đài Loan. Bắc Kinh tuyên bố cuộc tập trận là nhằm bảo vệ sự toàn diện lãnh thổ sau chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ k Bragg tới Đài Loan hôm 17 tháng 9 2020. Tình hình Syria Nga đưa ra cảnh báo lạnh gáy về cuộc chiến ở Italy. Nga cảnh báo phiến quân chuẩn bị tấn công hóa học ở Italy. Không quân Nga triển khai không kích quy mô lớn nhất trong 6 tháng qua là những diễn biến mới nhất của Syria phía quân Syria chuẩn bị tấn công hóa học ở Idlib Các lực lượng vũ trang Nga đã nhận được thông tin lực lượng phiến quân Hayat Tari sham chuẩn bị tiến hành các hoạt động khiêu khích, bao gồm tấn công hóa học ở tỉnh Idlib Phát biểu hôm 20 tháng 9, Thiếu tướng Alexander Grikhevich thuộc Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga cho hay, phe phiến quân ở Idlib đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào hai ngôi làng sau đó đổ tội cho quân đội Syria. Sputnik dẫn lời tướng Grinkevic nhấn mạnh, trong những ngày tới, các tay súng khủng bố có kế hoạch gian dựng tấn công vào hai khu tập trung Ariha và Pashams nhằm đổ lỗ cho quân đội chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường. Theo những thông tin nhận được, hoạt động của tổ chức mũ bảo hiểm trắng liên quan trực tiếp tới quá trình chuẩn bị cho khu vực được cho làm nơi tấn công, bao gồm dàn dựng hiện trường, Tướng Nga cũng lên tiếng hối thúc chỉ huy nhóm phiến quân ở Syria dừng hành động tấn công khiêu khích để tạo dựng hòa bình trong khu vực. Không quân Nga tấn công dữ dội Reuters đưa tin, theo nguồn tin từ phe đối lập Syria, các chiến đấu cơ Nga đã ném bom dữ dội xuống cứ điểm của phe phiến quân ở phía tây bắc Syria vào ngày 20 tháng 9. Đây là đợt tấn công có quy mô lớn nhất kể từ khi Nga thổ, đồng thuận ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Iblis hồi tháng 3. Nguồn tin cho hay, dàn chiến đấu cơ Nga đã tấn công vào khu vực ngoại ô thành phố Ipli và từ các chốt của quân đội Syria. Loạt pháo hạng nặng bắn về hướng vùng núi Jaban al jawariya thuộc phía nam Ipli. Hiện chưa có báo cáo về mức độ thương vong sau đợt tấn công của không quân Nga và quân đội Syria. Mohammed Rushes, một quan chức của phe nổi dậy Syria cho hay, hơn 30 cuộc tấn công đã được thực hiện. Đây là đợt tấn công có quy mô lớn nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết. Một nguồn tin khác thì cho biết thêm, dàn máy bay Sukhoi của Nga đã tấn công khu vực Hars và thị trấn Arabset ở phía tây tỉnh Italy Ngoài ra các máy bay không người lái UAV cũng đã tấn công xuống hai thị trấn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân ở Cao nguyên Sahel Ungrab, phía tây tỉnh Hama. Sau khi Nga thổ ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib vào tháng 3, Nga không cho tiến hành những đợt tấn công lớn trong khu vực. Sau đợt tấn công hôm 20 tháng 9, Phía Nga và quân đội Syria cũng chưa lên tiếng bình luận, dù trước đó Moscow và Dramakos nhiều lần cáo buộc phiến quân vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Italy và tấn công vào vị trí mà quân đội Syria kiểm soát. Thỏa thuận ký kết hồi tháng 3 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan còn giúp hạn nhiệt căng thẳng và tránh nguy cơ đối đầu quân sự giữa quân đội hai nước sau khi Ankara cho điều động hàng ngàn binh sĩ tới tỉnh Ipli để hậu thuẫn cho một số nhóm phiến quân trong khu vực. Giới chức ngoại giao phương Tây cho rằng, Moscow đã gia tăng sức ép với Ankara trong vòng đối thoại mới nhất vào tuần trước liên quan tới việc Thổ Nhĩ Kỳ rút bớt quân ở Ipli. Còn theo các nguồn tin đối lập ở Syria, hơn chục ngàn binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang có mặt tại hàng chục căn cứ hoạt động ở Ipli. Theo hai nguồn tin, một phái đoàn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ với ít nhất 15 xe bọc thép đã tiến vào Syria trong đêm 20 tháng 9 qua đường biên giới Krab và di chuyển thẳng hướng tới căn cứ chính ở ngoại ô Ipli. Vào ngày 18 tháng 9, quân đội Nga thổ ở Ipli đã cho triển khai đợt tập trận chung mới để đối phó trước các cuộc tấn công của phe phiến quân. Nội dung của huấn luyện gồm trinh sát các mục tiêu, vận chuyển thiết bị hư hỏng, hỗ trợ ban đầu và sơ tán người bị thương. Mỹ đổi chiến thuật sau va chạm với quân đội Nga Lầu Năm Góc đã cho điều động hàng loạt xe bọc thép, hệ thống radar cùng binh lính tới Syria để phô trương sức mạnh, cũng như tăng cường sự hiện diện quân sự sau các vụ va chạm với quân đội Nga hồi tháng trước. Reuters đưa tin, hoạt động triển khai thay binh sĩ và vũ khí, cũng như tăng cường tuần tra trên không ở phía đông Syria, được Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ Sancom công bố hôm 18 tháng 9. Phát ngôn viên Suncom đại úy Bill Urban nói, Mỹ đã cho tăng cường radar Sentinel, tăng tần suất hoạt động tuần tra của dàn chiến đấu cơ Mỹ, cũng như đưa xe chiến đấu Bradley tới hỗ trợ các lực lượng quân sự Mỹ ở vùng an ninh phía đông Syria. Theo ông Urban, động thái này là nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho liên quân Mỹ hoạt động ở khu vực. Ông Urban cho biết, những hành động trên là sự thể hiện rõ ràng giải pháp của Mỹ trong việc bảo vệ các lực lượng liên quân ở Syria và đảm bảo những lực lượng này không bị gián đoạn, thực hiện sứ mệnh tiêu diệt nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng IS. Hoạt động điều động lần này còn bao gồm 6 xe chiến đấu Bradley và hơn 100 binh sĩ Mỹ, song không rõ số vũ khí và lực lượng tăng cường sẽ hoạt động ở khu vực nào tại Syria. Hiện phần lớn khu vực phía đông bắc Syria đang nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn. Dù trong tuyên bố ông Urban không nhắc tới quân đội Nga ở Syria, nhưng theo CNN, một quan chức Mỹ giấu tên, nhấn mạnh hoạt động triển khai quân và vũ khí mới nhất là tín hiệu rõ ràng gửi tới Nga về việc Mỹ muốn hạ nhiệt nguy cơ đối đầu quân sự, cũng như tránh những hành động thiếu chuyên nghiệp, không an toàn và mang tính khiêu khích ở phía đông bắc Syria. Hồi tháng trước, một vụ va chạm đã xảy ra giữa hai đoàn tuần tra của quân đội Nga-Mỹ ở Syria, khiến phương tiện hai bên va chạm và làm bốn binh sĩ Mỹ bị thương. Dù Washington cáo buộc Moscow có hành vi khiêu khích, nhưng Nga khẳng định các phương tiện quân sự Mỹ cố tình ngáng đường di chuyển của phái đoàn Nga. Vài giờ trước khi Mỹ công bố thông tin về hoạt động triển khai thêm quân và vũ khí tới Syria, Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố quân đội Mỹ hiện rút ra khỏi Syria, ngoại trừ những binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ mỏ dầu ở phía đông Syria. Sau khi nhận lời đề nghị hỗ trợ từ phía chính phủ Syria, Lực lượng quân sự nga đã tới Syria tham chiến kể từ năm 2015. Dù khẳng định sự hiện diện quân sự là để tiêu diệt IS, nhưng hoạt động của quân đội Mỹ ở Syria là bất hợp pháp khi không nhận được sự đồng thuận của chính quyền Damascus và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, Washington đã đổ hàng trăm triệu đô la Mỹ vũ khí và các phương tiện quân sự khác hỗ trợ phiến quân lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Song dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ lại bỏ rơi lực lượng phiến quân từng được trang bị vũ khí và huấn luyện, trong khi chú trọng thực hiện không kích trên lãnh thổ Syria. Ai Cập mua tiếp lượng lớn MiG-35 sau khi sắm 20 Su-35 Không quân Ai Cập nhiều khả năng sẽ trở thành khách hàng lớn nhất của chiến đấu cơ do Nga sản xuất tại khu vực Bắc Phi, Tạp chí Military Watch của Mỹ vừa đăng tải thông tin cho biết, vào tháng 1 năm 2017, các chuyến bay thử nghiệm của tiêm kích MiG-35 đã bắt đầu, và chỉ một tháng sau, Bộ Quốc phòng Ai Cập đã công bố đặt mua khoảng 50 máy bay chiến đấu thế hệ 4 cộng cộng của Nga, khi đó báo chí đều cho rằng Cairo đã lựa chọn MiG-35. Nhưng thực chất khi đó thì MiG-35 vẫn chưa được lực lượng hàng không vũ trụ Nga chấp nhận và chưa chứng tỏ độ tin cậy nên Ai Cập thực chất đã đặt hàng 46 chiếc MiG-29M thế hệ trước. Theo báo chí Nga, cho đến thời điểm hiện tại thì đây vẫn là máy bay chiến đấu có hệ số kỹ thuật tốt nhất trong không quân Ai Cập. Lý do dẫn tới quyết định trên là bởi MiG-29M rẻ hơn đáng kể so với MiG-35. Chúng có hiệu suất tốt so với giá thành. Mỗi chiếc tiêm kích tiêu tốn của ngân sách Ai Cập 43 triệu đô la Mỹ, bao gồm chi phí đào tạo nhân viên kỹ thuật cơ sở hạ tầng, bảo trì, phụ tùng thay thế và nhiều loại đạn dược tiên tiến đi kèm. Tuy nhiên, MiG-35 là loại chiến đấu cơ tiên tiến hơn về mọi mặt. Nó được tích hợp động cơ mạnh hơn với khả năng thay đổi vector lực đẩy 3 chiều, đi kèm hệ thống tác chiến điện tử mới nhất và radar mảng pha chủ động. Sự vượt trội về công nghệ của MiG-35 so với MiG-29M là rất đáng kể. Trong khi đó, các tiêm kích mới nhất vẫn có thể sử dụng cơ sở hạ tầng được tạo ra cho MiG-29M. Điều tương tự cũng áp dụng cho nhân viên mặt đất và vũ khí. Điều này làm giảm đáng kể chi phí và khiến cho MiG-35 trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Số liệu thống kê hiện tại cho thấy 85% lực lượng không quân Ai Cập, bao gồm những chiếc Mirage 2000 và Mirage 5 của Pháp đã lỗi thời. Bên cạnh đó là J-7 của Trung Quốc và MiG 21 của Liên Xô cũng như F16 do Mỹ sản xuất vốn đã không được hiện đại hóa và tái vũ trang trong một thời gian dài do các lệnh trừng phạt từ cuộc đảo chính quân sự. Cho nên với thực tế như vậy, khả năng cao là trong 10 năm tới, Ai Cập sẽ mua thêm MiG 35, bất chấp việc họ đã đặt hàng hơn 20 chiếc tiêm kích siêu cơ động đa năng hạng nặng Su-35 từ Nga. Báo chí Nga cho rằng vẫn còn phải xem Quốc gia nào sẽ là người mua MiG-35 đầu tiên? Hiện tại Ai Cập, Ấn Độ, Iran, Azerbaijan, Malaysia và một số nước khác đang thể hiện sự quan tâm, nhưng Cairo có khả năng đặt hàng lớn nhất và thậm chí còn có thể được sản xuất theo giấy phép. Ấn Độ sắp khánh thành đường hầm thẳng đến biên giới. Theo Times of India, Ấn Độ sẽ khánh thành đường hầm gần biên giới Trung Quốc ngay trong tháng 9 năm 2020, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 10 phút. Hiện nay, các kỹ sư Ấn Độ đang bước vào giai đoạn cuối cùng trong việc xây dựng đường hầm có tên là Atan trên dãy núi Himalaya, giúp giảm đáng kể thời gian để binh sĩ nước này đến được khu vực biên giới giáp Trung Quốc. Đường hầm trị giá 400 triệu đô la Mỹ này được xây dựng ở bang Himachal Pradesh, cung cấp một con đường có thể sử dụng trong mọi thời tiết để quân đội Ấn Độ không phải vượt đoạn đường dài 50 km qua những con đèo hiểm tuyết phủ vào mùa đông và thường xuyên xảy ra sạt lở. Từ cuối tháng 9, những chuyến đi kéo dài nhiều giờ băng qua các đường đèo uốn lượn sẽ được cắt giảm thời gian xuống chỉ còn 10 phút nhờ vào đường hầm xuyên núi trên. Đường hầm xây dưới đèo Rohtang sẽ giúp giảm đáng kể khoảng cách giữa thị trấn Manali bang Himachal Pradesh và thị trấn Lev, vùng Ladakh. Trung tướng Harpal Singh, người đứng đầu tổ chức các tuyến đường biên giới BRO của Ấn Độ, nói Trên đường đèo, nhiều lần xe bị hỏng, gây ùn ứ suốt 6 đến 8 tiếng. Đường hầm này và các kế hoạch hạ tầng khác sẽ mang lại nhiều thay đổi cho binh sĩ. Hiện các kỹ sư và công nhân đang nỗ lực xây dựng để sớm hoàn thành trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến khai trương đường hầm ngay trong tháng 9. Việc xây dựng một đường hầm ở độ cao hơn 3.000m và trải dài khoảng 9km được xem là một kỳ công. Trước đây, vũ khí, đạn dược và thức ăn phải được vận chuyển với số lượng lớn trước khi mùa đông bắt đầu, khi mà nhiệt độ tại các khu vực đồi núi này rơi xuống mức âm. Báo Times of India bình luận Giữa thời điểm khi Ấn Độ đối diện nhiều vấn đề liên quan biên giới vùng Ladakh, đường hầm này có thể giữ vai trò cốt yếu trong việc bảo vệ quốc gia và cho phép huy động các lực lượng trong trường hợp xảy ra tình trạng bế tắc kéo dài. Điều đặc biệt là cùng với việc chuẩn bị đưa vào vận hành đường hầm xuyên núi, chính phủ Ấn Độ cũng đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng hầm chiến lược dưới sông Brahmaputra. Đoạn hầm có 4 làn xe sẽ kết nối các thị trấn Gopur và Numaligra ở bang Assam, Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ xây dựng một đường hầm dưới lòng sông gần biên giới Trung Quốc. Đường hầm này sẽ dài hơn hầm dưới lòng hồ Thái Hồ và đang được Trung Quốc xây dựng ở tỉnh Giang Tô. Đường hầm dài 14,85 km này có vị trí chiến lược quan trọng, kết nối lâu dài hai bang Assam và, và Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Đồng thời, vật tư quân sự và vũ khí chiến đấu cũng sẽ được vận chuyển bằng đường hầm này với tốc độ di chuyển cao nhất của các phương tiện có thể lên đến 80 km/h. Quân đội đề xuất với chính phủ Ấn Độ xây dựng các đường hầm thay vì các cây cầu trên sông Brahmaputra để đề phòng trường hợp bị kẻ thù tấn công bất ngờ. Kế hoạch xây dựng chi tiết đã được chính phủ phê duyệt từ tháng 3 và chia ra làm 3 giai đoạn chính. Đường hầm được trang bị hệ thống thông gió, chữa cháy, thoát hiểm và các rào chắn chống sụp cùng các thiết bị hiện đại khác. Công ty phát triển hạ tầng và đường cao tốc quốc gia Ấn Độ kết hợp cùng với công ty kiến trúc Louis Major của Mỹ triển khai việc xây dựng đường hầm này vào tháng 12 năm 2020.